Sáng nay 28 tháng 11, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh tổ chức khai mạc Liên hoan Phát thanh Truyền hình tỉnh Lào Cai lần thứ 10. Tới dự có đồng chí Dương Đức Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở ngành, đơn vị địa phương cùng đại diện các đơn vị có tác phẩm tham dự. Liên hoan Phát thanh Truyền hình tỉnh Lào Cai được tổ chức 2 năm một lần. Năm nay thành phố Lào Cai là địa phương đăng cai tổ chức. Liên hoan năm nay có sự tham gia của 18 đơn vị đến từ các trung tâm văn hóa thể thao truyền thông huyện, thành phố, thị xã. Các đơn vị có chuyên trang phát trên sóng truyền hình Lào Cai và các phòng chuyên môn thuộc Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh. Với tổng số 122 tác phẩm phát thanh truyền hình thuộc các thể loại phóng sự, chuyên đề khoa giáo, giao lưu, trao đổi tọa đàm, văn nghệ, thiếu nhi. Đây là sân chơi bổ ích để những người làm báo nói, báo hình trong toàn tỉnh được gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nghiệp vụ, sản xuất các tác phẩm, chương trình chất lượng, phục vụ khán thính giả. Trong khuôn khổ liên hoan cũng đã diễn ra hội nghị công tác viên. Tại hội nghị, lãnh đạo Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai đánh giá cao những đóng góp của đội ngũ công tác viên trong việc cộng tác thực hiện các chương trình thời sự, văn nghệ, giải trí, phát thanh truyền hình tiếng dân tộc thiểu số, trang thông tin điện tử. Các công tác viên và đơn vị hợp tác sản xuất đã mang đến cho chương trình của đài tỉnh nhiều thông tin nhanh, chính xác, có tính phát hiện, gợi mở nhiều đề tài hấp dẫn, làm phong phú thêm các chương trình của đài tỉnh. Theo kế hoạch, lễ bế mạc và trao giải Liên hoan Phát thanh Truyền hình tỉnh Lào Cai lần thứ 10 sẽ diễn ra vào chiều nay 28 tháng 11 tại Trung tâm Hội nghị thành phố Lào Cai.